Ông chú này nhặt được một phú bà không ai cần, vui vẻ ôm về nhà, chuẩn bị bảo phú bà gói sủi cảo cho mình ăn. Nào ngờ mắt phú bà đã mơ màng. Cứ như thế trong lúc, phú bà không ngừng tấn công, hai người hồ đồ nảy sinh quan hệ với nhau, nảy sinh duyên phận. Vốn tưởng hai người sẽ không còn qua lại gì nữa, nào ngờ một tháng sau, ông chú mở quán lề đường, cung cấp thức ăn miễn phí cho người bệnh. Vì thế mà bị đồng nghiệp đố kỵ, bị đập tiệm, ông chú cũng bị đánh tổn thương khắp nơi. Lúc này phú bà đi ngang nghe thấy chuyện này, nhân lúc ông chú bị đánh hội đồng thì bình rượu đập lên đầu tên lưu manh. Tên lưu manh quay đầu muốn cho phú bà biết mặt, tài xế của phú bà còn chuẩn bị nói vài câu dằn mặt, lại bị vài câu của tên đồng bọn gây chuyện dọa quay đầu bỏ chạy. Lúc phú bà tưởng rằng phải bỏ mạng ở đây, ông chú vội vàng chắn trước mặt cô. Nhưng tên lưu manh không chỉ không sợ ông chú, mà còn bảo ông chú chui từ đáy quần của mình qua. Ông chú không nhịn được nữa, bước lên cho hắn một cước. Ngơ ra làm gì? Đánh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một hàng xe sang chạy đến, một chàng đẹp trai nho nhã bước từ xe xuống. Người này chính là tổng tài Châu Văn Hiên của tập đoàn Tam Hải. Khi bọn gây chuyện còn đang bất ngờ, sao tổng tài trăm tỷ lại đến đây? Một câu của tổng tài khiến mọi người bất ngờ. Sao cậu lại đến đây? Cha. Cha không sao chứ? Cha. Chút chuyện nhỏ. Xử lý bọn họ trước đi. Ông chủ Châu, có phải anh hiểu lầm rồi không? Một tên lưu manh thối như ông ta. Ông chủ Châu, xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đều là hắn, cả hắn bảo tôi làm như vậy, đều là hắn cả. A, mau chóng sắp xếp người, đưa cô ấy đến bệnh viện. Xử lý sạch sẽ. Các người làm gì đó? Á. Một tháng sau, phú bà khỏi bệnh đến cảm ơn ông chú, còn muốn sắp xếp cho ông chú một công việc lương cao, lại bị ông chú từ chối. Sự chính trực lương thiện của ông chú khiến phú bà vô cùng rung động. Lúc này bạn thân đến đón cô đi. Lúc trên đường đi về, phú bà muốn bảo bạn thân giúp mình phân tích người đàn ông mình thích thế nào. Nào ngờ bạn thân lại xem thường nông dân như ông chú, đồng thời cảm thấy ông chú chỉ xem trọng sắc đẹp và tiền tài của phú bà. Nhưng cô không biết là ông chú đứng đầu giới tài chính, nhưng chỉ muốn sống cuộc đời bình thường mới giả làm nông dân kinh doanh quán ăn tình yêu. Một nữ tổng tài giới tài chính biết được thân phận của anh, không tiếc tìm cớ bảo ông chú đưa mình về nhà, chỉ muốn để ở riêng với ông chú để tìm cơ hội có được sự yêu thích của ông chú. Nhưng ông chú lại không nể tình từ chối cô. Đến đứa con trai trị giá trăm tỷ đến bệnh viện muốn đưa cha về nhà nuôi, cố tình chuẩn bị cho anh biệt thự tốt nhất, Bentley mới nhất và cả bốn bảo mẫu hai đầu bếp. Ông chú đều không thèm quan tâm, chỉ mượn con trai hai chiếc xe để đi tham gia cuộc họp phụ huynh. Nhưng đúng lúc phú bà và bạn thân lại bàn việc làm ăn ở đây, nhìn thấy ông chú bước từ xe xuống, bạn thân còn tưởng ông chú là nhà giàu giống mình. Nhưng ông chú lại khiêm tốn nói dối rằng xe này mượn. Sau khi bạn thân biết được thì liền chê cười, anh có biết đây là nơi nào không? Tôi thấy anh cố ý leo đến theo đuổi Tố Tố của chúng tôi. Anh Châu, có phải Bình Bình nói anh là nông dân nên anh không vui, sau đó anh tự thuê chiếc xe đuổi theo không? Sao có thể chứ, vả lại tôi làm nông dân rất tự hào. Anh Châu, anh thành thật với tôi đi, tôi biết anh là người tốt. Mặc kệ cô ấy, anh mau trả xe về đi, thuê xe mắc lắm, cố rồi làm lố, chết muốn mặt mũi sống chịu tội. Alo. À Mạnh Tổng, tôi đang ở dưới lầu, tôi sẽ lên ngay, anh chờ tôi một chút. Anh Châu, tôi còn có việc, anh về trước đi, chờ tôi xong việc, rồi chúng ta nói chuyện sau, nghe lời đi. Đừng nhìn nữa, chế độ hội viên, anh ta không vào được. Chào mừng anh Châu đã đến. Chào mừng anh Châu đã đến. Thầy Phùng, mời bên này, nào nào nào. Các bạn học, tự nhiên ngồi. Xin mời, thầy Phùng chủ nhiệm kính mến, nói vài câu, có được không? Được. Đều đến đủ rồi nhỉ? Chuyện là, Châu Niệm Hoa vẫn chưa đến. Châu Niệm Hoa.
Ai vậy? Ai à, chính là cái tên ngu suốt ngày đòi chơi cổ phiếu kết quả đền hết toàn bộ, là cái tên ngu mà các em hay gọi, có đúng không? Thầy nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Ồ, em quên mất, trang viên Bắc Sơn của chúng ta có chế độ hội viên, em quen gửi thiệp cho cậu ta. Có lẽ lúc này bị bảo vệ chặn bên ngoài rồi. Giải tán đi, tôi chỉ đến để ăn bữa cơm, cậu làm như đi đánh trận vậy. Anh Châu, anh hài hước thật, ai đùa với cậu chứ. Giải tán, giải tán. Còn ngờ ra đó làm gì, anh Châu nói, nên làm gì thì làm. Giải tán, giải tán đi. Các bạn học, tôi nói này, các người còn nhớ cái tên Châu Niệm Hoa không? Mỗi lần thi đều rớt môn. Có một lần bị thầy giám thị gọi đi. Sau đó thầy giám thị nói với hắn, em không nghiêm túc học hành, tương lai sẽ không kiếm được tiền, thì phải làm sao đây? Tôi nói này, mọi người biết hắn ta nói thế nào không? Hắn nói thế nào? Hắn nói kiếm tiền, tiền em chơi cổ phiếu kiếm được, cả đời này em cũng dùng không hết, em còn kiếm tiền à? Mọi người biết bây giờ cậu ta đang làm gì không? Đang làm gì? Cậu ta đang làm ruộng ở nông thôn, ở đó bốc từng hạt bắp. Chào thầy. Các bạn học đều uống cả đi, tôi không đến muộn chứ. Ấy, Niệm Hoa, mau qua đây. Ai yêu, tôi nói này, buổi họp lớp mà cậu đem túi ni lông đến làm gì vậy? Thầy à, đây không phải túi ni lông, đây là bắp tôi tự trồng, thuần thiên nhiên không độc hại. Bảo bọn họ làm chút cháo bắp, hạ hỏa. Xem tôi có nói sai không? Cả bàn ăn đều cười ha hả. Ông chú cũng không so đo với bọn họ, nhìn thấy bàn lớn như vậy, cũng không để chỗ cho mình, chỉ đành đem một cái ghế nhỏ đến. Lúc này, thầy giáo bắt đầu hỏi, gần đây các bạn học thế nào? Khi các bạn học chuẩn bị chém gió, giám đốc nhà hàng đến bảo mọi người rời xe ở trước cửa đi. Nghe thấy vậy, tên bốn mắt vội vàng khoe khoang, đây là Poser con trai của mình. Nghe thấy là Poser, bạn học ngồi ở cửa vội vàng định bợ. Ông chú lại không quan tâm màn biểu diễn của họ, chỉ nhẹ nhàng dặn dò quản lý nấu cháo bắp cho mình. Nào ngờ tên bốn mắt lại nhìn chúng ông chú, mở miệng hỏi con trai anh đang làm việc gì, làm này làm nọ ấy, cũng không có gì nghiêm túc, nghĩa là không có công việc cố định, hình như gần đây nó đổi ngành khác. Còn đổi ngành, Ayo nói cao thượng như vậy, mọi người ở đây ai mà không biết nhau chứ. Hứ, mấy lời nhàm chán bổ ích này thì đừng nói nữa. Aya Mạnh Cường, em bớt nói Châu Trung Hoa vài câu đi. Thầy à, em tôn Châu Niệm Hoa. Ha ha, đúng đúng, không sao cả, người hiện đại không quan tâm em tên gì, chỉ quan tâm xe nhà tiền của em thôi. Ha ha ha, giống như Mạnh Cường vậy. Cho dù thầy không nhận ra em ấy, nhưng thầy nhìn bề ngoài của em ấy, phong thái này, thầy cũng phải gọi em ấy một tiếng lão tổng. Còn nhìn lại em đi, đến nơi cao cấp như trang viên Bắc Sơn mà em còn đem theo một túi bắp nữa. Người biết thì nói em đến tham gia buổi họp lớp, nhưng không biết thì còn tưởng em đến để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nữa. Ai à thầy ạ, thầy còn không biết cậu ta sao? Lúc đi học, trường học tổ chức cái gì mà hạng mục lập nghiệp, người ta đều tặng quà cho hiệu trưởng, giải quyết hết mọi chuyện. Còn cậu ta lại chửi hiệu trưởng một trận, loại người này làm được gì chứ? Ha ha ha. Em đi đến được ngày hôm nay, chưa từng phải nhờ vả ai, em cũng không thèm nhờ vả. Đúng đúng đúng, cậu làm nông dân thì tìm quan hệ rắm gì chứ? Được rồi, được rồi. Tân Hoa à, thầy biết, năm xưa em và Mạnh Cường vẫn luôn không ưa nhau. Hôm nay hai em đã không còn là người trong cùng một thế giới nữa. Em tên Châu Niệm Hoa không quan trọng nữa. Hôm nay thầy làm chủ, Tiểu Châu em tự phạt 3 ly đi. Khuất mắc giữa em và Mạnh Cường
trang, sau đó em xin lỗi Mạnh Cường, bảo em ấy tìm một công việc ra hồn ở công ty Tam Hải cho con em có được không? Tự phạt 3 ly. Xin lỗi, sắp xếp công việc. Hoàng hãy nhắc đến, em không có lỗi gì, con trai em còn cần hắn sắp xếp công việc sao? Lão Châu, đừng phá nữa, đều là người một nhà. Con trai Mạnh Cường là giám đốc tập đoàn Tam Hải, rất giỏi sao? Con trai tôi làm chủ tịch ở tập đoàn Tam Hải, ông chú tự nói ra, nhưng mọi người lại không tin. Tên bốn mắt càng hứng lên, cảm thấy ông chú dám vờ vịt lớn như vậy. Năm xưa Hoa Khôi ly hôn với cậu, chắc chắn là không chịu nổi cậu vờ vịt nữa. Ông chú bảo hắn đừng nói năng lung tung. Tên bốn mắt càng ngông cuồng, nói năm xưa Hoa Khôi không chấp nhận tôi, ngược lại gả cho cậu thì đúng là xui tám kiếp, mới phải chịu tội với cậu. Ông chú nghe thấy lời thì không nhịn được nữa, quơ tay cho tên bốn mắt một cái tát, nhưng tên bốn mắt không chịu thua, trực tiếp gọi điện thoại, bảo con trai mình đến, mà đầu điện thoại còn lại. Con trai vô cùng tức giận, trực tiếp dẫn theo một đám người đi đến. Tên nào không có mắt, dám đánh cha tôi, hả? Không phải lúc nãy cậu ngông lắm sao? Sao hả? Bây giờ không dám nói à? Tôi nể tình. Chúng ta là bạn học cũ. Tôi cho cậu một hồi, bây giờ quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi. Chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Bằng không, hôm nay tôi sẽ cho cậu bỏ ra ngoài. Mạnh Cường, cậu chắc là cậu sẽ làm vậy chứ, còn giả vờ à? Đến đây, các người, bắt lấy hắn cho tôi, ấy, dừng tay. Hiểu lầm gì chứ? Cha con đã bị người ta đánh rồi, con còn nói hiểu lầm. Đúng là thằng nhóc thối uống công nuôi mà, được, con ra tay thì cha ra tay. Con. Thật, là ngài thật, con ngăn cha làm gì? Ấy, đúng, đây là con trai tôi, đánh cho cha. Con trai, con làm gì vậy chứ? Cha muốn con chết sao? Ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Tam Hải, cha của Châu Văn Hiên. Cậu là chủ tịch tập đoàn Tam Hải, cha của Châu Văn Hiên, á? Cha, ông chủ Châu, xin lỗi, tôi không cố tình đâu. Dừng tay, cậu đừng làm khó con trai tôi. Cậu bảo con trai cậu ghi hận tôi. Tôi, không dám ghi hận. Tiểu Mạnh, cậu có thể làm chức tổng giám đốc tập đoàn Tam Hải, đó là dựa vào bản lĩnh của cậu, không phải dựa vào quan hệ gì. Còn nữa, đừng nói quỳ là quỳ, thứ như tôn nghiêm mất rồi rất khó nhặt lại. Nhiệm Hoa, cứ đi vậy sao? Không ngủ lại, uống với thầy vài ly à? Giờ thầy biết em tên gì rồi sao? Nhớ uống canh, hạ hỏa. Cường à, Châu Tổng, cậu đi đâu vậy? À, cái này lúc nãy còn dư, tôi đang định giúp anh giải quyết nốt. Đây là lương thực, sao có thể lãng phí được? Chẳng trách là ông chủ. Sao vậy, bạn hợp tác không thành công à? Ai à, mình đã nói từ đầu rồi, tập đoàn Tam Hải người ta là doanh nghiệp lớn, yêu cầu rất cao, thực lực của công ty chúng ta không đủ mạnh. Đừng lo lắng, hôm nay mình giúp cậu hẹn Chu Tổng, nói không chừng có thể hợp tác với anh ta. Không phải nói tác phong của Chu Tổng có vấn đề sao? Đàn ông mà, đều như vậy. Cậu cũng đừng nói thế, không có gì tuyệt đối cả. Cậu đã 30 tuổi rồi, đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Nói chung cảm ơn cậu đã liên lạc giúp mình. Mình nói cậu biết, tối nay uống thêm vài ly với Chu Tổng, cậu đừng giả vờ. Uống thêm vài ly thì hợp tác sẽ thành công. Nói sau đi, để mình nghĩ thêm cách. Mình muốn chờ Mạnh Tổng, lỡ như mình còn có cơ hội, còn chờ gì nữa, đi. Ấy Mạnh Tổng, mong cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội. Không rảnh, nói chuyện sau đi. Tiểu Mạnh, chuyện gì vậy? Tiểu Mạnh,
Giang Châu. 2. Hai người, Tiểu Mạnh là con trai của bạn học cũ, hôm nay gặp được trong buổi họp lớp. Tôi bảo này, anh nói chuyện, có thể đừng ngông cuồng vậy được không? Mạnh Tổng là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hải, cho dù là con trai của bạn học anh, hai chữ Tiểu Mạnh, anh cũng có thể tùy tiện gọi sao? Tôi được gọi không? Được, tất nhiên là được. À đúng rồi, hình như các người đang bàn chuyện hợp tác. Vậy cứ nói chuyện đi, không cần quan tâm tôi. Đúng đúng đúng, có công việc phải bàn. Chuyện là, sau khi chúng tôi suy nghĩ thật kỹ, công ty Lan Hoa các người hoàn toàn có năng lực tiếp nhận việc trang trí tòa nhà Kim Long. Nếu như phía cô không có vấn đề gì, chúng ta nhanh chóng tiến hành chuyện hợp tác đi. Hả? Ngài xem được không? Cậu hỏi tôi làm gì? Cậu hỏi cô ấy đi. À được 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 không? Được. Quá được đi mất. Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng. Anh Châu, anh là sao may mắn của tôi sao? Nếu không phải vì anh thì tôi đã không bàn được hợp đồng này rồi. Ấy, Chu Tổng đến rồi. Chu Tổng, sao anh đến sớm vậy? Linh Tố đang chờ anh đó. Chu Tổng. Linh Tố à, nghe nói việc kinh doanh của cô gặp chút vấn đề, sao không nói với tôi sớm? Cảm ơn Chu Tổng, tôi đã giải quyết rồi. Ai yêu, vậy ý của cô là tôi không nên xuất hiện đúng không? Vậy tôi đi đây. Ấy, Tổng, anh đừng đùa chứ. Có thể hợp tác với anh là phúc của Linh Tố nhà chúng tôi. Cảm ơn Chu Tổng đã giúp đỡ, chuyện nhỏ thôi. Chúng ta ăn cơm trước. Vừa ăn vừa bàn. Cô cứ làm việc, đúng lúc tôi còn có việc. Đúng rồi, Chu Tuyền đúng không? Linh Tố là bạn tôi khuyên anh nên tém tém lại, đừng dòm ngó đến cô ấy. Liên quan đến việc chúng ta sắp tiến quân mảng tài chính mạng xã hội, đúng thật là con trai. Cơm nấu xong rồi, về nhà ăn cơm. Bây giờ con đang họp, muộn chút sẽ về. Dương Tổng đến chưa? Vẫn chưa. Alo cha, con nói là lát nữa con sẽ về. Bây giờ mấy giờ rồi? Con đã nói hôm nay con có hẹn với Dương Tổng. Con trai, hôm nay không chỉ là sinh nhật của con, năm xưa mẹ con sinh khó xém nữa. Đừng nhắc người phụ nữ đó với con nữa. Thằng nhóc thối, đừng đợi nữa. Hôm nay người con muốn đợi sẽ không gặp được đâu. Cha nói không gặp là không gặp. Cha tưởng cha là ai? Cha, con nói một câu khó nghe. Nếu như không có con, cha không là gì cả. Alo, alo cha, cha. Mình không có ý này. Nhìn gì mà nhìn, không tiếp tục đi liên lạc với Dương Tổng. Vâng. Liễu Tiêu, cô dự định gặp con trai tôi vào tối nay à? Sao vậy? Tôi dự định tìm cậu ta bàn chuyện làm ăn. Đừng đi nữa, đến đây uống một ly với tôi. Vào. Chỉ có một mình cô à? Dương Tổng đâu? Châu Tổng, Dương Tổng nói cô ấy không rảnh. Cái gì không rảnh? Rõ ràng cô ta đồng ý tối nay gặp mặt tôi mà, sao có thể chứ? Châu Tổng, hay là ngày mai hãy liên lạc với Dương Tổng. Bây giờ đã 12 giờ rồi, e là cô ấy đã ngủ rồi. Châu Tổng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là anh về nghỉ ngơi trước đi, ở đây cứ giao cho chúng tôi. Về nhà. Sao mình lại quên mất chuyện này vậy? À đúng rồi, có tin tức của Dương Tổng, phải báo với tôi ngay. Ngày mai đã mở sàn, phải có được sự ủng hộ của Dương Tổng. Vâng. Như Hòa.
Nhiệm Hoa. Điện thoại của Văn Hiên, anh nghe máy đi. Tôi không có gì để nói với nó cả. Đừng nhắc nó. Thử tay nghề của tôi đi. Cha, cha đừng để xảy ra chuyện đó. Con không có cố tình đâu. Nhiệm Hoa, uống ít thôi. Mới đâu tới đâu chứ. Lúc trước tôi ở trên bàn làm ăn, 3 cân tôi còn chưa say. Lúc đó còn trẻ, cảm thấy làm ăn thì phải như thế, phải biết lấy lòng người. Vậy lấy lòng người ta thế nào đây? Uống rượu thôi. Mấy năm đó tôi uống hơn 500 kg có. Sau đó tôi mới hiểu ra, cái thứ như rượu không phải là thứ tốt. Uống rượu cũng không kéo được quan hệ. Bản thân phải mạnh. Chỉ cần bản thân cô mạnh, thì lúc người khác kính rượu cô, thì cô có thể không nhận. Nhiệm Hoa, anh uống nhiều quá rồi. Tôi không có say. Không tin cô hỏi tôi vài vấn đề. Được, vậy tôi hỏi anh, tại sao lúc đầu anh ly hôn với Vũ Tinh vậy? Được. Tôi uống say rồi, vấn đề này tôi không trả lời được. Cô không cho tôi uống, tự rót lấy uống à? Anh được uống mà không cho tôi uống à? Được rồi. Nói đi, sao đột nhiên có hứng thú với ngành mạng xã hội vậy? Không phải cô làm thực nghiệp sao? Sao đột nhiên lại đầu tư công ty của Văn Hiên? Nếu như là vì tôi khuyên cô lập tức ngừng lại. Nhiệm Hoa, anh không làm ăn lâu vậy rồi, không lẽ chậm chạp đến mức độ này rồi chứ? Bây giờ cái gì nổi nhất? Mạng xã hội đó. Không phải tôi lựa chọn mạng xã hội, mà thời đại này lựa chọn mạng xã hội. Biết Lữ Văn Hầu không? Đến người vẫn luôn làm tài chính, đến giờ cũng đã nhắm đến mạng xã hội rồi. Lữ Văn Hầu, lâu lắm không nghe đến tin tức của anh ta rồi. Vào đi. Lữ tổng, ngày mai tập đoàn Tam Hải lên sàn. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Mọi thứ đã sắp xếp xong cả. Theo lời dặn của anh, ngày mai chỉ cần tập đoàn Tam Hải lên sàn thì sẽ chết không có đất chôn thân. Hy vọng ngày mai cũng xuất hiện. Tôi hy vọng ngày mai sẽ thấy được hiệu quả. Lữ tổng, anh là chủ tịch công ty mẹ, đứng đầu giới tài chính. Danh tiếng của anh là bảng hiệu vàng trên thế giới. Lần tấn công này, một tập đoàn tiểu nhỏ nhoi, sao tôi cảm thấy hình như anh có chút lo lắng. Chủ tịch của tập đoàn Tam Hải này mới hơn 10 tuổi, cũng chỉ là một tên nhóc mới ra ngoài xã hội. Có anh ra tay, không phải dễ như lòng bàn tay à? Hắn không chống lại được đâu. Không không không, cô không hiểu. Thứ tôi lo không phải tập đoàn Tam Hải, mà là người sau lưng tập đoàn Tam Hải. Người sau lưng tập đoàn Tam Hải, ví dụ Dương Liễu Tiêu có danh hiệu là Thatcher của giới đầu tư, đại lão của giới đầu tư, cũng xem như một nhân vật lớn. Nhưng mà so với anh thì còn kém xa. Tất nhiên cô ta là nhân vật lớn rồi, tất nhiên cô ta cũng không bằng tôi. Nhưng mà nếu như tôi nói ra tên của một người khác, Châu Niệm Hoa. Châu Niệm Hoa là ai? Chưa từng nghe đến nhân vật này. Em rằng chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt thôi. Nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt. Nếu như tôi nói ra cái tên khác của hắn, chắc chắn cô sẽ biết. Tên gì? Châu Phụng Tổ. Cái gì? Châu Phụng Tổ là người liên kết với anh, là sập công ty Tây Dương, còn gây nên nguy cơ tài chính. Châu Phụng Tổ, quả nhiên cô từng nghe đến hắn. Ở trong giới kim dung, ai chưa từng nghe tên tuổi Châu Phụng Tổ chứ? Hắn nhân vật truyền kỳ trong giới tài chính.
nhiên so với anh vẫn còn kém đôi chút. Tất nhiên rồi, chắc chắn hắn kém tôi, mà không chỉ kém một chút. Năm xưa chúng tôi liên kết, vốn dĩ có thể kiếm nhiều tiền hơn, thậm chí có thể bán khống cả quốc gia. Nhưng hắn nói gì mà nếu như làm vậy, kinh tế địa phương sẽ sụp đổ. Người dân địa phương phải làm sao? Bọn họ sống thế nào? Tôi quản bọn họ sống thế nào à? Bọn họ sống tốt thì chúng ta mệt. Anh là một kỳ tài trong lĩnh vực tài chính mà lại có suy nghĩ này. Người xưa nói rất hay, nhân từ không nắm binh. Theo tôi thấy nhân từ không nên cầm tiền. Cho nên lần này anh tấn công tập đoàn Tam Hải là nhắm vào hắn sao? Chứ sao nữa? Năm xưa vào lúc quan trọng nhất, hắn lại dùng việc mưu sinh của người dân, dùng lý do dám cho đó, trực tiếp rời khỏi, khiến tôi trở thành mục tiêu công kích. Mối thù này tôi nhất định phải báo Châu Phụng Tổ, bạn già của tôi. Tôi rất mong sẽ gặp được anh. Cô đi sắp xếp máy bay. Tối nay tôi phải bay đến Hải Thành. Niệm Hoa, tôi chỉ sợ Lữ Văn Hầu biết được tin của con trai anh nên đến báo thù, cho nên cô đầu tư công ty Tam Hải chống Lữ Văn Hầu. Anh biết tôi chỉ là người làm ăn, là anh dẫn tôi vào giới này. Tôi luôn luôn nhớ năm xưa câu đầu tiên anh nói với tôi. Anh nói làm ăn là chuyện làm ăn, tình cảm là chuyện tình cảm, không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng phán đoán của bản thân. Làm ăn giống như dẫn binh, có lúc để một số binh lính độc mạng, đó là vì thắng lợi nhất định phải hy sinh. Tôi đã không tin chuyện này từ lâu rồi. Tôi biết, cho nên năm xưa anh cũng không vì ảnh hưởng việc làm ăn của người dân mà dừng bán khống, cho nên tôi đã làm sai. Tôi lại không nghĩ anh làm sai, nhưng chắc chắn Lữ Văn Hầu sẽ nghĩ anh làm sai. Được rồi, không nói hắn nữa, ăn cơm, lát nữa nguội mất. Đây là đồ ăn anh làm cho con anh, sao tôi ăn hết được chứ? À đúng rồi, tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, bảo cậu ấy đừng đợi nữa. Hôm nay không gặp được cô, thật sự rất tiếc. Ngày mai tập đoàn Tam Hải lên sàn, tôi thật sự mong Dương Tổng có thể góp mặt. Dương Tổng, Châu Tổng, tôi tưởng hôm nay chúng ta không gặp được nhau rồi. Dương Tổng, xin chào, sao cô lại ở nhà tôi? À, ồ, cô muốn cho tôi một bất ngờ. Ai yêu, cô hại tôi tìm khó chết đi được. Cha, cha làm một bàn như vậy, tiếp đãi Dương Tổng à? Còn nữa, Dương Tổng đến, sao cha không nói với con một tiếng? Cha nói gì với con chứ? Cha làm gì phải báo với con, giải thích với con à? Ấy được rồi, con không giải thích với cha nữa. Cô xem đó Dương Tổng, tính tình cha tôi kỳ lắm. Không không, không thất lễ với cô chứ, giống như ở vậy, tôi cảm thấy rất tốt. Được rồi, vậy tốt rồi, cũng không còn sớm nữa. Tôi đi trước đây, vậy tôi tiễn cô. Không cần, ở với cha cậu đi, lúc nào cũng ở với cha tôi được. Cô, tối nay cô quan trọng nhất. Được rồi, cha cũng không cần con ở cùng. Cô xem đúng không, nào, đi phía này. Cha, cha về trước đi, là con về trước đi. Cha đưa cô ấy, đừng phá nữa, đừng gây rối, nghe lời. Ai gây rối chứ, con tự hỏi cô ấy xem, cô ấy muốn ai đưa. À hay là cậu quay về nghỉ ngơi trước đi, Niệm Hoa đưa tôi, đúng lúc tôi nói chuyện với anh ấy. Tính cách cậu ta, thật sự rất giống với anh lúc còn trẻ. Giống chỗ nào chứ, tôi thấy nó là đứa ngơ ngáo. Được rồi, cô về trước đi, thời gian không còn sớm nữa, Niệm Hoa. Hay là anh đưa tôi về nhà đi. Tôi không được, uống rượu rồi, tôi có tài xế còn cần tôi đưa. Đi, chẳng lẽ anh còn sợ tôi có mưu đồ bất chính với anh? Nói thật, tôi cũng có chút sợ. Đừng rót nữa, uống đầy cả bụng nước rồi. Không phải anh thích Phổ Nhĩ Nhất sao? Cô còn nhớ cái này à? Tôi còn nhớ rất nhiều. Mỗi một lời anh nói, tôi đều nhớ. Chuyện là
Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Nhiệm Hoa, tối nay đừng đi được không? Liễu Tiêu, cô uống nhiều rồi, tôi không say. Cô bình tĩnh lại, tôi vẫn luôn xem cô là học sinh, nhưng trước giờ tôi chưa từng xem anh là thầy. Tôi đi trước. Alo Tiểu Mạnh, bây giờ lập tức sắp xếp người đến khách sạn Bắc Thần. Hôm nay Dương Tổng nghỉ ngơi ở đó. Tôi muốn ngày mai cậu đích thân dẫn Dương Tổng đến tập đoàn Tam Hải. Hiểu chưa? À đúng rồi, cũng đón cha tôi đến luôn. Được, tôi biết rồi, bây giờ sẽ đi làm ngay. Châu, anh Châu. Linh Tố, sao cô lại ở đây? Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Tuyền. Anh ta. Chu Tổng. Tôi nói thật, tôi không thể uống nữa. Linh Tố à, cô thật sự không định nể mặt của tôi sao? Ồ, tôi biết rồi. Cô đã có một đơn hàng bên tập đoàn Tam Hải rồi. Cái này là chỗ dựa của cô. Không phải đâu Chu Tổng, tôi chỉ... Tôi thật sự không uống được nữa. Ký hợp đồng rồi thì sao được chứ? Chỉ cần có người nói bóng nói gió bên cạnh thì hợp đồng này nói không chừng có thể hủy hợp đồng. Hiểu ý tôi chưa? Chu Tổng, tôi không thù không oán với anh. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Tôi đùa với cô thôi. Rượu cũng đã rót cho cô rồi. Tôi thật sự không thể uống được nữa. Thật sự không nể mặt tôi thật sao? Được, tôi uống. Ấy. Linh Tố. Thất lễ rồi. Nếu như mệt rồi, vậy thì nghỉ ngơi đi. Á. Đưa tôi về nhà. Về nhà. Ấy. Tên già kia, buông tay ra. Không muốn chết thì cút ngay cho ông. Anh ấy là bạn trai tôi. Anh ấy đến đưa tôi về nhà. Các người đừng làm bậy. Tôi cảnh cáo các người, đừng làm bậy. Ha ha ha. Gì vậy chứ, anh tưởng anh là ai hả? Mà còn ở đây, nói đừng làm bậy. Tránh ra, có biết anh đang ôm ai không? Phụ nữ của lão đại tôi. Anh cũng dám đụng. Tôi không phải. Hàn Tổng, cô uống nhiều rồi. Hả, để chúng tôi đưa cô về. Đừng để Chu Tổng chờ lâu. Người của Chu Tuyền đúng không? Quay về nói với hắn. Tôi mặc kệ hắn uống say rồi hay là cố tình, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng hắn phải biết dừng, bằng không hậu quả tự chịu. Hậu quả tự chịu. Anh bảo ai tự chịu hậu quả hả? Anh tôi. Anh ra ngoài nói chuyện, chú ý thân phận của mình một chút. Có được không? Anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng phải xem thử mình như thế nào chứ. Có già. Ai yêu. Còn ngơ ra làm gì? Mau lên, mau. Đánh cho tôi, đừng đánh nữa. Đánh chết đi, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, tôi đi. Các người, đừng đánh nữa.
chỉ ra. Chứ không chết. Đừng, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, còn đánh là chết người đó. Tên này điên rồi. Canh Châu, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa anh Châu. Còn ai nữa? Còn tôi. Chuyện gì vậy? Không phải tôi bảo các người mời cô Linh Tố về cho tôi sao? Các người mời như vậy à? Ồ, là tên này. Tôi cảnh cáo anh rồi. Linh Tố là bạn tôi. Anh đừng có quá đáng. Anh là cái thá gì cũng xứng nói chuyện với tôi. Anh ấy là bạn tôi. Chu tổng, tôi đã có bạn trai rồi. Mong anh đừng bám theo tôi nữa. Chu tổng, anh ấy là bạn trai của tôi thật, anh không tin sao? Lần này tin rồi chứ? Con tiện nhân này, thà ở với một thằng không ra gì cũng không muốn ở bên cạnh tôi. Hắn nhiều tiền hơn tôi, hay là có thế lực hơn tôi. Chu tổng, mong rời khỏi chúng tôi. Hàn Ninh Tố, cô đúng là ngây thơ mà. Trên đời này làm gì có nhiều đàn ông tốt vậy chứ? Vậy đi, bây giờ tôi sẽ để cô nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Để lên tay. Tôi biết anh tên Châu Nghiệm Hoa. Tôi nghe bạn thân Minh Tố nói với tôi quan hệ của anh và cô ấy rồi. Không phải anh chỉ là nông dân sao? Anh biết ở đây có bao nhiêu tiền không? 1 triệu. Anh biết 1 triệu này có khái niệm gì không? Một nông dân như anh cả đời này cũng không kiếm được nhiều như vậy. Muốn lấy không? Cho anh một cơ hội. Anh chỉ cần tát người phụ nữ này một bạt tay, để cô ta biết ai mới đáng trông cậy. Đây mới là vương đạo. Nào, cầm lấy đánh cô ta đi. À đúng rồi, không ai có thể từ chối sức hút của tiền bạc. Anh Châu, anh lại dám đánh tôi. 1 triệu. Giữ lại mua quan tài đi. Lên cho tôi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đè hắn lại cho tôi. Một tên nông dân mà còn dám đánh tôi. Nào, cầm qua đây. Chu Tuyền, con mẹ nó, ai dám gọi tên tôi vậy?